Kính thưa người lâm chung, có cần mền quang minh không? Có quang minh thì tốt, không có quang minh vẫn hộ niệm được như thường, chứ không phải có mền quang minh là chắc chắn được quang sanh hoàn toàn, không phải như vậy. Có mền quang minh, có sự hỗ trợ tốt, mình thấy nó trang nghiêm, phải không? Trong nền quang minh người ta vẽ những cái câu thần chú, vãng sanh chú đó, câu A Di Đà Phật trong đó, tức là thay vì mình niệm thì trong cái mình của mình người ta dạy A Di Đà Phật tương đương như vậy. Có cũng tốt, không có hộ niệm vẫn được vãng sanh, chứ phải có mền quang minh mới chắc chắn được vãng sanh. Đây là cái điều phụ chứ không phải là điều chính. A Di Đà Phật.